Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất để quý vị có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Và ngay sau đây là những điểm tin chính của ban biên tập chúng tôi. Bản tin ngày 12 tháng 9 năm 2023 trên kênh Bản tin 24 giờ sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin chính về tình hình bão lũ tại Trung Quốc. Do sự biến dị của thời tiết cực đoan, những trận mưa đột ngột và kéo dài là nguyên nhân gây nên tình trạng lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất thường xuyên bất ngờ, để lại những hậu quả kinh hoàng cho người dân Trung Quốc đại lục. Vào ngày 11 tháng 9, lại một trận mưa lớn kéo dài đánh vào dãy núi Lan Sơn thuộc thành phố Lan Châu, phía nam của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, gây ra một trận lở đất kinh hoàng bên dưới chân núi và đã chôn vùi hàng ngàn người dân sinh sống trong khu vực. Nhiều làng mạc, nhà cửa của người dân bị vùi lấp. Vụ lở đất đã cướp đi hơn 25.000 căn nhà và khoảng 21.000 hecta hoa màu bị nước cuốn trôi. Người dân đã tự phải vật lộn với các thảm họa, những chiếc ô tô bị vùi trong đống đất bùn trong trận mưa lớn gây ra. Theo thống kê ban đầu, số người thiệt mạng có thể lên tới 1.231 người, hơn 4.021 người bị thương và mất tích. Lũ quét và lở đất đã chôn vùi tài sản, nhà cửa và mọi thứ trong thành phố. Hình ảnh được người dân đăng tải lên mạng xã hội cho thấy họ cố gắng khai quật những ô tô dính đầy bùn đất sau trận lũ lụt. Những đồ đạc vương vãi khắp mọi nơi, nhiều người dân đang cố gắng trở lại khu vực thảm họa sau khi nước rút. Họ trở về nhà của họ để tìm kiếm những người thân hoặc kiểm tra những đồ đạc còn sót lại, nếu may mắn có thể sử dụng được. Theo trang báo địa phương đưa tin, một con đường quốc lộ bị sạt lở, nhân viên cứu hộ chuẩn bị dây để cho người và hàng hóa đu qua để di chuyển sang phía bên này. Đồ đạc được chuyển sang trước. Sau khi những người bị nạn còn mắc kẹt thì phải chờ tới lượt mình mới có dây để đu sang bờ bên kia. Những nạn nhân không đủ sức khỏe để đu dây thì phải lần lượt theo con đường mòn mới có thể thoát sang phía bên kia con đường an toàn hơn. Có những nơi thì bị lũ cuốn sạch tất cả mọi thứ, khi trở lại chỉ còn thấy đất đá và những mảnh vỡ tan hoang trong đống đổ nát. Trực thăng cứu hộ cứu nạn không chỉ vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân mà còn phải chở cả quan tài đến cho những nạn nhân không may mắn bị thiệt mạng trong vụ lở đất. Hiện tại, tình hình mưa bão tại Trung Quốc đang diễn ra vô cùng phức tạp và khó lường. Đặc biệt, nơi nguy hiểm nhất là những tỉnh thành có những con đập và hồ chứa của các con sông. Cơn bão chưa kịp tan thì sáng nay Trung Quốc lại phải đón nhận một tin cực sốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và nước của Trung Quốc đưa tin, một cơn bão mới đã hình thành ở ngoài khơi Biển Đông, nhiều khả năng nó sẽ mạnh dần lên thành một cơn siêu bão và tiếp tục đổ vào miền Trung, miền Nam của Trung Quốc, khiến người dân hết sức khổ cực khi phải hứng chịu cảnh mưa lũ chồng chất. Và nếu như mưa bão, các trận động đất xảy ra thường xuyên, thì các con đập lớn nhất ở trên thế giới như con đập Tam Hiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập khủng khiếp nhất. Hiện nay, mưa lớn kéo dài liên tục, con đập phải mở cửa xả liên tục để giảm áp lực, bởi mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã vượt quá mức nước báo động đỏ. Hiện mực nước lên tới 16,8 tỷ mét khối, nên nguy cơ vỡ đập lên tới 100%. Mấy ngày vừa qua, cơ quan cảnh báo động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở của Trung Quốc đã liên tục phát đi thông báo khẩn cấp, bởi tình hình hiện tại Trung Quốc đang hết sức khẩn trương và cấp bách. Hàng trăm triệu người dân vô tội của Trung Quốc đang bị đe dọa. Theo Cục Thống kê Nhanh của Nhà nước Trung Quốc cho biết, trong vòng từ tháng 1 đến đầu tháng 5 năm 2023, đất nước có hơn 1,4 tỷ người này đã phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa to gió lớn. Thống kê cho thấy có hơn 15.000 ngôi nhà bị cuốn trôi và hư hỏng nặng, hàng triệu chiếc xe ô tô bị cuốn trôi, cùng hàng trăm triệu người dân phải di tản đến nơi tránh trú an toàn. Hiện tại, tình hình thiên tai bão lũ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, mà hàng ngày vẫn xảy ra dày đặc hơn. Càng vào ngày tháng mưa thì Trung Quốc càng đón nhận thêm nhiều tin cực xấu. Điều này chứng tỏ rằng mẹ thiên nhiên vẫn sẽ tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc bằng những thời tiết cực đoan bất thường, đến khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn bị sụp đổ thì mới thôi. Và chúng ta có mong ông trời sẽ trừng phạt Đảng Cộng sản và người dân đại lục sẽ bình an vượt qua khỏi kiếp nạn vì tội ác của giới cầm quyền Bắc Kinh mà họ đã bị vạ lây. Năm 2022 vừa qua là năm quái dị nhất mà họ từng chứng kiến khi được sinh ra. Ngoài thiệt hại về người thì những siêu bão còn phá hủy hàng ngàn nhà cửa của người dân. Những đàn gia súc cùng với những vật dụng có giá trị khác như ô tô, tủ lạnh, tivi cũng bị lũ cuốn trôi ra Biển Đông. Hàng triệu hecta hoa màu của người dân đại lục bị nước ngập chìm, khiến cho người dân khốn đốn, đói ăn nghiêm trọng. Và chỉ bước qua năm 2023 mà bão táp phong ba đã dồn dập bao vây đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của siêu bão, lượng mưa lũ tại lưu vực sông Trường Giang đã vượt mốc năm 1998 và năm 2020. Khu vực này được các chuyên gia nhận định là chịu ảnh hưởng của mưa cao nhất trong 72 năm trở lại đây. Ngoài ra, thì diễn biến của mưa bão năm nay tại Trung Quốc cũng rất dị thường, dồn dập tấn công toàn bộ 31 tỉnh thành đại lục. Nhiều khu vực phải hứng chịu những cơn mưa to đến rất to, lặp đi lặp lại liên tục trong những ngày đầu tháng này. Cũng theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết,
Từ hôm nay, dải mây mưa bắt đầu trải rộng từ miền Nam đến khu vực phía Nam. Hạ nguồn sông Trường Giang bao gồm các tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang có nơi mưa rất to, lên đến 650 mm/giờ. Mưa lớn bất thường bắt đầu từ tháng này hoặc sớm hơn, khiến cho các vùng phía đông của khu vực Tây Nam đến Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Lượng mưa trung bình được ghi nhận tại khu vực này từ 300 đến 400 mm. Riêng tại Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc xuất hiện lũ cục bộ. Lượng mưa đo được lên tới 600 mm, được ghi nhận là phá vỡ kỷ lục trong hơn 62 năm qua. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ, Nhật Bản, chuyên theo dõi những hình ảnh qua vệ tinh về mưa lũ, bão tố phong ba ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu trong một vài ngày tới, vì thế mà nguy cơ vỡ đập vỡ đê lên tới 95%. Và nếu như lượng mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới, thì an nguy đến con đập Tam Hiệp là không thể tránh khỏi. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong một bản tin về dự báo thời tiết cho biết, mưa lũ và động đất sóng thần sẽ tiếp tục tái diễn tại 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc, đề nghị cơ quan ban ngành và người dân hết sức phải cẩn trọng. Các chuyên gia thủy lợi trên thế giới cho rằng, Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã cho chặt phá rừng một cách hết sức bừa bãi, cho san phẳng nhiều dãy núi mang tính chất đi ngược lại với cả thiên nhiên, nên bây giờ mẹ thiên nhiên mới nổi dậy trừng phạt Trung Quốc. Và cái giá mà Trung Quốc đang phải trả được cho là chính đáng. Trung Quốc gây ra một thì thiên nhiên lại bù lại gấp 10. Hiện chính quyền ông Tập không biết phải làm sao trước sự nổi dậy của thiên nhiên, của đất và của trời. Họ chỉ biết ngồi khấn vái để mưa to, gió lớn, lũ lụt, động đất không còn xuất hiện, mang lại cuộc sống bình thường cho người dân của Trung Hoa đại lục. Một trong diễn biến khác có liên quan, hôm qua một trận động đất đã xảy ra ở khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp. Cụ thể, trận động đất mạnh có cường độ 3,7 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên. Động đất ở độ sâu 8 km với cường độ không quá mạnh nhưng cũng không làm dấy lên những lo ngại về tình trạng lở đất ở dọc theo sông Dương Tử, đe dọa đến an nguy của đập Tam Hiệp. Một khu dân cư ở Trùng Khánh cảnh báo lũ lụt, đề nghị người dân từ tầng 4 trở xuống sẵn sàng ứng phó. Thông báo ở khu dân cư Vịnh San Hô, thành phố Trùng Khánh chia sẻ khắp mạng xã hội Trung Quốc khi thành phố Trùng Khánh phát đi cảnh báo mưa lũ màu đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo. Đây là lần đầu tiên thành phố phát đi cảnh báo từ năm 1940. Toàn bộ 28 thành phố, quận, huyện đều bị ảnh hưởng. Lượng mưa lên đến 128 mm. Nước lũ dâng cao ở đoạn sông Trường Giang trải qua thành phố, gây ngập lan can bảo hộ ở bến cảng Hải Đường Khê, tràn lên bãi đỗ xe ở bến cảng. Chúng tôi cảnh báo sớm cho người dân đóng gói sẵn sàng đồ đạc quý giá quan trọng khi cần có thể sơ tán ngay nếu nước dâng cao. Ban quản lý khu dân cư cho biết vào sáng sớm ngày hôm qua, Sở Thủy lợi thành phố đã phát cảnh báo về tình hình mưa lũ năm nay rất nghiêm trọng. Những hộ dân sống ở khu vực đường Tân Giang, khu vực giáp sông là những nơi trũng nhất trong thành phố có nguy cơ bị ngập cao. Người này nói, mưa lớn ở các nhánh sông Thượng Lưu, sông Trường Giang khiến cho dòng chảy về hồ chứa Tam Hiệp dâng cao, buộc các nhà chức trách phải tăng cường xả nước, khiến cho người dân ở Hạ Lưu đập nghi ngờ lũ lụt liên quan đến đất xả lũ khẩn cấp và họ đang xả lũ để cứu đập. Trong khi mưa lũ hoành hành, đại dịch thất nghiệp tràn lan, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, ứng phó với thiên nhiên thì bị bỏ ngỏ. Nhưng Trung Quốc lại càng hung hăng cố tình gia tăng các vấn đề biên giới và biển đảo, ra sức tập trận, điều động binh lính đến các điểm nóng. Các nước quan ngại và chưa có bất kỳ một động thái nào đe dọa đến an ninh nước này. Nhưng Trung Quốc lại cao giọng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các mặt trận, trên bộ, trên biển và trên không, ở toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc. Phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hoang mang, hoảng sợ trong một tương lai bất ổn về chính quyền nội tỉnh nước này? Có phải Trung Quốc hung hăng nên bởi đất trời cũng phải nổi giận? Trong những năm gần đây, lũ lụt liên tiếp xảy ra trên diện rộng ở Cửu Giang thuộc tỉnh Giang Tây, Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy, Lục An và nhiều nơi khác. Tin tức trên mạng Internet cho thấy người dân đang ở trong một tình cảnh rất đáng thương. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc lại đưa tin rằng lũ lụt không phải là điều hoàn toàn xấu, khiến cư dân mạng phản ứng dữ dội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy để lại những phần bình luận ở phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Quý vị hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.